Rồi tao thấy gì thì thôi, trái nhỏ nhỏ không 25, cái này cũng 25 đi, còn cái này 30. Cái này là không thay đổi, vì bữa nay là ngon nhất mà. Đây nè, rõ ràng không? Thì 30, chứ không rồi nó tụt xuống, nó bán tổ cũng như nó không cần thiết bán nữa đó, mày hiểu không? Cái tánh đó, nó mày hiểu không? Chỉ là nó giảm giá nhưng mà bán được để giá cũ hả? Vậy chứ mời mời tao đem giả tỷ mời mốt tao bán rồi cái giá đó rồi nó còn nằm dưới đó là học máu tao, sao tao bán được? Nó mới bán hôm qua có 10.000, bữa nay bán 30 giả tỷ, mày bán được không? Giả tỷ bây giờ xài nè, tao mới mua 10.000 tí, ngày mai mốt mày bán 40-50 ai mua? Không, cái đó sự thật, phải giữ giá đi vậy chứ. Dạ. Chỗ tao bông bán mà ông nghe không kiếm chuyện không? Trời ơi, nó mới lợi chân xào xáo luôn. Xào xáo. Các bạn hai cha con không hợp tức nhau lắm rồi. Không phải. Người ý này, chứ không phải không hợp. Mày thấy cái ý nó thấy dễ nóng không? Chỗ tao đương bán gì bán cho nó. Chừng nào nó hết á, tao sẵn sàng lấy cái khác tao bán. Bởi vì tao quyết định rồi. Vậy chứ bây giờ chân ướt chân giáo, bây giờ tao làm gì đây? Nếu lượm mũ trên này thì tao dòm thấy cái đường còn hơn là quét thẳng đi, có gì đâu. Thành ra bây giờ phải liều thôi. Nhưng mà không dám cái xe, không dám đậu đây nữa. Tôi sẽ vô ngay dân chỗ kế nhà cháu tôi để tôi giữ cháu luôn. Cái đó là sự thật tôi vậy đó. Anh lại chứ không phải quen. Anh sao đấy. Anh không nói với người ta? Có năm rồi mà, tao đâu biết, tao nhào vô thì bị đuổi chứ sao. Tao nói vô lần nữa bị đuổi, tao rút cuộc vô 3 lần luôn còn. Vừa bữa nghe nói trọng mạnh miệng lắm nè, cô báo công an đi, báo luôn, đuổi đi con chọn đi liền. Rồi xong. Rồi xong luôn, bữa đó con cương trực lắm mà. Vậy mà biết giữ chuồng phòng trọ đúng không? Hên là yếu giữ chuồng phòng trọ thôi, là tới nay ngủ ngoài đường đó. Đi vô hoài cô la nhiều lần rồi. Cô đó cô chủ hay cô quản lý vậy? Cô chủ nhà. Ủa sao không có đem cái cân đi sửa cho ông bác? Ổng cưng cái cân như là cưng trứng vậy. Rồi cái cân này đó là đổi cho ổng hả? Cân này của mày. Thì cho ta cứ xài đi là đó. Tao không có nói gì đâu. Rồi sáng đi đổi là cân mới rồi tính. Thế ông bác kiên trì, ông bác rồi giấc này còn bán bắt nữa. Bắt rồi. Bán Nè anh ấy em bị căng tiếng quá. Nãy giờ ăn mà nhãn, giờ căng tiếng không chết. Giờ đi đâu nữa? Đi giao đó. Còn 3kg hả? 3kg mà cũng đi quận 11 giao hả? Không đủ tiền xăng luôn á. Sao em biết vậy? Em điện thoại cái là tới rồi. Điện thoại tới luôn mà nói cái miệng mày á. Quận 11 mà ở đây cách nhiêu cây? Giao rác mà. 89 cây. Giao rác xong đặt ở đây nó tới lấy. Mày xạo. Giờ tao đi theo mà, mày đi quận 11 đó. Xạo miệng nè. Để đi ăn á. Lì đồ. Cái này biết làm sao nói nữa. Nó hết buồn rồi, cái này làm như nó vui rồi. Có những buồn nhưng chịu hết nổi rồi. Bây giờ buồn vui gì nữa. Buồn vui xuống tình bạn. Tôi vui xuống tình bạn. Rồi chừng phi. Đâu? Cánh. Chuyện gì? Con nghe nói á, là nó dọn đẹp qua... Tao để vậy cũng được vậy, kịp gì? Ra đây. Con nghe nói sao? Con nghe nói á, là thằng Trọng nó bị đuổi. Đúng không? Tao làm bao cũng thấy trước hơn mày. Nhưng mà bây giờ con hỏi con cái chuyện đó, nó đuổi là con cũng nghĩ tới đi. Nhưng mà cái chuyện mà nó qua bên vị trợ nhà của chú với bà cô ở á. Là chú với... Chú có dọn đi không? Có tính dọn đi nữa không? Dọn đi chung với nó không? Nếu mà tính dọn đi dưới đó cha con cùng khổ á thì cha nó ở vậy trại đó con ở nó về đó hay là mình ở đó nó cũng bình thường thôi, không có gì đâu. Khác phòng là được rồi. Con sợ nó khác phòng, nó không nói mà nó sợ thích mới. Thích mới cô hộ đây cô chú. Alo chị, rồi bao nhiêu ký? Cái nào nó cột kìa. 30 bớt đi, 10.000 để lấy nửa ký. Thôi nghe chú. Đi đi. Nghe
Ừ. Ông bán hay, bán hay quá ha. Không có đâu, tốt lắm. Cái đó nó đẹp, bởi vì cái này của Thái mà ít hư lắm. Cái đó nó ai đồ Việt Nam á, ai đâu. Có con rửa nhưng mà thấy đen đen là chính đó. Đây nữa. Cái coi mà cũng hơi xui à. Mua ủng hộ ông già đi chị. Sợ là mấy trái mà nó hư tại chỗ này nè, thu lỗ chứ đem về nhà thì không sao. Nhà dục quá. Không có, nó ngay ít hư thiệt, không ít có bị mắng vốn, cái nào mình nói là sự thật. Trái nhỏ nhỏ vậy chứ bán được lắm. Quảng cáo dữ hen. Ông đúng là ông bác bán mà trái cây mà tư vấn tới nhiệt tình luôn á. Rồi bật căng lên, trong lúc chờ đợi bà công tính giá tiền lên. Bấm lỗ rồi. 30 rồi. Đúng rồi đó. Không có mình đợi cho nó mới bấm được. Thêm rồi mới ký 8 à. Có hai anh chị đi ngang ủng hộ trái cây trong bát nữa. Rồi. Đúng rồi. Rồi 2 ký rồi đó. 59.055 đồng. 60.000 đó. Rồi 61.050 đồng. Bò luôn bán 60. Rồi 60. Rồi cảm ơn chị gái đã ủng hộ ông già. Rồi cảm ơn cô. Bán gì đó là cảm ơn anh chị luôn. Mua rồi đúng không? Mua nữa. Luôn ha. Khách mới mà. Nó sắp chuyển nhà vô vòng trong ghe, thấy cái xe không? Nó bị đuổi rồi. Nó bị đuổi rồi, ngày mai nó chỗ nhà đi gì, chắc khác rồi. Vào luôn rồi. Đứa giận hoài vậy thôi. Bán hả? Tôi nói chung là bây giờ nó không còn khóc nữa đâu. Bây giờ đứng biết cười luôn. Đang dạ. Bây giờ hết biết làm sao. Nó bị đuổi. Đuổi cho đuổi. Đấy đi em vòng quá trời kiếm. Hết biết mấy đuổi luôn. Dạ chú ơi, thôi mình quay lại câu chuyện cũ là khi mà con biết trọng nó bị chủ trọ đuổi á, là con nghe nói mấy anh em YouTube nói là nó chuyển qua chị trọ của chú ở, con phải tính nhà trọ số 1, con phải tính trước rằng á, nó qua đó là cái chuyện ồn ào, vợ con ồn ào, nói chung là cái nhà đó là ồn ào đó, thì bữa giờ chú ở là ổn rồi. Mà giờ nó vô nữa rồi chú chuẩn bị tinh thần là chú dọn đi với nó nha. Đó là như mình cũng lo trước đi. Như thế này, mai mốt lợi ngay quán này cứ quay thoải mái, em cháu đừng có vô đó. Vậy đi, cho nó bảo đảm. Cái này là con nói từ rất lâu rồi, con nói từ khi con dẫn qua bên nhà trọ đó rồi. Cô chừng tôi đi nữa, không chừng, không có thiệt bị gì. Nhiều khi nó khó khăn nhà trọ mình không biết được. Thì giả tỷ như có khi nào ấy là tôi ra đây uống cà phê hay gì đó ha. Bởi vì tôi đi ngang đây nè, tôi phải ghé đây nên rồi. Nên con nói chú á, ví dụ như bây giờ á, nó giống nhà trọ đâu quanh gần đây nhưng mà khác trọ với chú thì nó còn ổn, chứ đi vô dính vô trọ chú á là sau đó này đi. Chú dọn đi luôn á là một nguyên đại gia đình đi luôn là khổ nữa. Không sao, có gì mình ấy trước, có gì mình nói trước. Tính trước nữa hả gì? Tính trước nữa. Cho để gối nha. Đúng vậy, quên cái vụ đó, nó bị rồi mình đã... Còn không là chú làm sao cho YouTube đừng có vô, nó quay nữa, vô quay nữa, người ta ghét, người ta đuổi nữa. Không phải ghét đâu, do tình trọng á, thì một còn cái nó cũng quen nào nữa. Nhưng mà mấy anh em đây kêu trên kênh này nói đó, là mình cũng phải nói là nghĩ anh em YouTube không à, khán giả người ta sẽ không hiểu. Mình cũng làm YouTube mà, mình chia sẻ thôi. Nhưng mà mình chia sẻ là mình đang giúp cho ảnh kiếm chỗ ở, bữa giờ mình cũng đã chia sẻ rồi. Tại vì do những cái kênh khác vô đi vô quay phiền hoài. Mà cứ nói anh em YouTube là đụng tới mình. Con ngồi con thấy á, xong sọc vô trong đó mà trong khi không quen biết nhà trọ người ta, xong sọc vô đó. Con cũng chửi cá chú đúng không? Ừ. Cá chú đã con nói đúng, là đúng bữa mày cười. Mày, con không nói là vợ ông trọng nó cho con bú mà mày vô quay làm gì? Đó, đến mức độ vậy luôn. Thì chú biết làm sao rồi. Nên thành ra là con sợ nhất là cái việc không ổn định cái chỗ ở cho nó. Mà vợ thì cuối cùng là cũng không thể tránh khỏi được cái việc mà đuổi đi. Mà trọng hồi xưa nó không ở chỗ nào lao ba quá 3 tháng hết á. Giờ thôi vậy đi. Bây giờ chú ở dưới đây đi. Bây giờ bữa trước có Mạnh Thường Quân nói là cho nó cái miếng đất trên Lâm Đồng hay Đà Lạt gì đó tới mấy chục hectare đó, cho lên để nó ở mình đó đi.
ok mày không? Đi, mày đi không, mày đi với nó luôn đi. Đúng rồi, cháu chú nó lại hủy yêu nổ banh xác. Nhưng mà người chứ ta tao nói... ở đây nè, cái đó thì mình có nghe hồi đợt trước lận nó có thiệt, cái đó có thiệt, người có ta thiệt nói luôn hả? Có thiệt không, có cái đó mà. Con nghĩ không có thiệt, không phải giờ đất Lâm Đồng mắc lắm đó bác ơi, không có. Hồi đó hồi nó lên đợt đầu á, cái ông đó thương nó lắm, có điện thoại má, có tôi đây. Ông má suy nghĩ coi mà miếng đất nó với đạo diễn nó song song với nhau có giống như một viên không? Cái đó là nó nói đất là cũng có dùng con quê gì đó. Thì ông chủ ông nói là cha nó ở đó coi cho ở đậu chứ, thôi chứ ai mà cho thì ở đậu chứ ai đâu rồi cha nó luôn. Nhưng mà cái đó bằng ổng trồng cái gì nè, trồng sầu riêng. Ờ đúng rồi, cháu không, rồi không cái đó bị gì khi điện nó có người ta cho nó ở rồi tôi có biết bán. nhiều khi ở trên đó xong rồi nó làm chủ dừa, nó bán cái cây xuống cái này cho chú bán luôn á, nó chìm cái cây xuống. Ờ, biết đâu hên xui ha, biết đâu hên xui, trời còn hết xui nữa. Mày chết cho tao lên cung trăng nữa hay gì vậy em nội? Đặt lên cung mà lần này cho lên không bắt lên đâu không leo té chết à. Mà chú bây giờ nói bây giờ nó ở sát bên vị trợ chú hay là không? Nó ở số 1 chú ơi, số còn tôi tới 22 lần mà nó ở phòng số 1 hả? Số của tôi 22 lần nhà tôi á. Số 1 là số ngay chỗ đầu đường tỉnh lộ 10 cũng xa rồi. Dạ. Cũng được, nói chung là có đầu đường là nó cần ngoài đường là ở phía ngoài á chứ gì, phía ngoài ra kệ nó. Trời ơi, kệ nó đi, mẹ cha nó mẹ lo gì, mẹ đúng là vợ gì? Vợ bé thiệt, lo xe cho con. Đúng con rồi bé, tự nhiên con đúng rồi ta. Em ăn nghìn. Đúng rồi, bị gì nó là đi sao nó phải lo cho kệ. Tuyệt vời, chấp nhận vợ bé dâu mến yêu mà. Ôi, làm cái kênh được nên đó được rồi, con dâu mến yêu chồng chung. Yêu dấu chứ không yêu dấu là lỗ đầu. Rồi nó bây giờ nói đâu vậy chú? Chưa, mời mới dọn. Thằng Trọng nó đi đâu rồi? Đi vào ba cái gì? Vào ba cái cây băng cục bên quận 10 gì đó. Ok, bây giờ nếu giả tỉ như chú tòa ta mà gầu hoài cũng vậy thôi chứ. Tại cái định số của mình nó vậy rồi thôi kệ. Cũng gán mày mà mai đi bán rồi bắt đầu mà nó không bán thì tôi cũng vẫn bán. Bây giờ nhất quyết vậy đi, không có còn giận hờn buồn phiền gì nữa. Chứ tôi bán ở đây mà nó đi bố thí tôi thấy hết phương rồi. Tôi tính còn lại rằng tôi bán tiếp đặng số tiền đó tôi đưa cho nó, hay là hoặc tôi đưa cho vợ nó. Mới nãy thì nó lỡ tưởng sao tôi đưa cho nó rồi trường nó thòi tiền. Chứ sự thật nó vậy. Yeah. Bây giờ tôi hỏi, tôi lên đây thì tôi không lo cho con tôi và cho cháu tôi, bây giờ tôi lo cho ai đây, phải không? Mà cho chú. Ừ. Bây giờ tôi còn bí đường mà nói thì thiệt luôn. Không. Bây giờ con nói vô cái chuyện mà quan trọng này, con bình định chú yêu ở đây nè. Thì con cũng tính với chú là cái chuyện chú bán riêng đúng không? Và bây giờ là người ta nói vô là chú với nó là phải yêu thương lẫn nhau, đầm bọc lẫn nhau, cha mẹ cha con cùng bán với nhau. Thì bây giờ bánh xác rồi. Thì tôi với kiểu vậy đó rồi sao mà đúng như mình không có lường được luôn. Không có lường trước được gì hết. Thì tự nhiên cái nó sao? Nói bây giờ nó không còn bán nữa. Rồi bắt đầu nó đi mà đi cho từ thiện. Chỉ cho từ thiện hết trơn trọn nó của tôi. Rồi tôi thành ra tôi bán nãy giờ em út rồi có mua tiếp đó cũng được ít rồi tôi biết sao bây giờ. Nhưng mà con thấy chú bán người ta mua, còn nó bán người ta không mua. Rồi từ đó nó quê độ hay gì rồi. Thì bây giờ chú có muốn bán tiếp tục hay không? Chú nói một câu với khán giả. Chú danh hài tà te. Danh hài tà te. Tôi bán là tôi bán. Y gan là có thể là tôi bán chừng nào mà chịu ho cái bằng sống thẩm ngẫu đó tôi mới thay đổi thôi, chứ ngoài ra không còn cái gì khác hơn nữa. Nó có hai cái phương án. Tôi ở đây tôi không có làm nghề gì khác hơn được. Dạ, nó có hai phương án. Bắt buộc tôi phải một á làm là... nghề này. Bị xe sẵn nè, rồi có em út kêu ông cháu mua về giùm cho tôi, không biết mua ở đâu rồi nó. Đây, chú nghe tôi nói nè, có hai phương án. Một là chú bán, nhưng mà chú nhờ thằng Trọng sáng nó lấy trái cây cho chú bán. Hai thì sẽ có người khác hỗ trợ chú việc mà lấy cái cây chú bán. Rồi tụi con sẽ cố gắng là chia sẻ để mọi người ủng hộ chú, để là chú bán tất cả kinh phí có lời chú nuôi thân chú với bà cô nhà. Rồi chưa chú lo cho mấy đứa cháu của chú, còn thằng Trọng với vợ nó là con có quan tâm.
là con không quan tâm từ lâu rồi, chứ không mới đây, chẳng qua là con chia sẻ với mọi người cho xem thôi cái kết cục nó như thế nào thôi. Đó là cái mục đích của con nói chú, mày thấy sao mày nói tiếp với mình định. Thì có cô Long Khánh á, hồi trước cũng giúp đỡ cho trồng súng đó, nhưng mà sau này thấy tính cách trồng súng là cô mất niềm tin quá, cô không có giúp đỡ nữa. Thì cô cũng có nói với Bình Định Giáo Yêu là khi nào mà ông bác bán riêng á, thì nếu như ông bác không có một cái xe đẩy thì cô sẽ mua cho một chiếc xe đẩy, nó rất là tiện, ở dưới chở xe tải lên luôn, tầm mười mấy triệu. Rồi cô sẽ gửi trái cây lên bán hết rồi trả tiền cho cô sau. Thì cô giúp như vậy đó. Chiếc xe mười mấy triệu hả? Cô đó tên gì vậy? Cô giáo tên cô Long Khánh, cô cũng cô khá nổi tiếng giáo Long Khánh ở luôn đó. Long Khánh gì đó, nói ngay, bởi vì tôi đã có xe rồi. Đồng ý cô nói vậy tôi không nhận chiếc xe, nhưng mà tôi vẫn mang ơn cô không thể nào quên. Nhưng mà cuộc sống bây giờ thì có lẽ hình như là tôi vẫn bán trái cây hoài thôi, nhưng mà nói ngay cô khỏi cho xe bởi vì có xe rồi. Rồi cô cũng có nói với con luôn đó là bàn bạc lại với chú với vợ chú là làm cái tạm trú tạm bán đi, xong rồi cô sẽ gửi tiền lên cho hai vợ chồng chú mua bảo hiểm y tế, với lỡ đeo bệnh gì là không có tiền đi bệnh viện là rất là nhiều, tốn nhiều tiền. Tôi làm rồi, vợ tôi chưa. Cái nào hả? Nói thiệt là bởi chú mua rồi hả? Tôi mua rồi. Mua dưới quê thân già của mình, mua dưới quê. Mua dưới quê được hả? Mua dưới quê được. Mua dưới quê bạn khám ở đây là được, khám tiếng quận được. Mua rồi. Rồi còn cô chưa có bảo hiểm y tế hả? Đó là cô nói là cô giúp những hoàn cảnh đáng giúp. Chứ còn giúp trầm súng bây giờ nó rất là vô tư, vô ao rồi nó vô ơn luôn. Kiểu như vô ơn, nó không nói vô ơn thì hơi nặng, nhưng mà nó sống rồi nó không có biết biết trên biết trước, không biết những người từng giúp đỡ của mình. Mà cũng khó lòng. Dịnh cái cân nhẹ nhẹ nữa mà. Bình Định Giáo Yêu, cái cân này tao cưng á, thằng chồng nó cưng. Chị bị cái cân mà hay cho con cãi nhau hai ngày nay bác ha. Mấy biến quá trời. Nói ngay nhờ cân này tôi mới bán vậy, mua hơi đỡ ra chút, nó tính tiền ra. Thành ra tôi rất quý gì đó. Nhưng mà bữa sau quý vị chứng tôi dân quê thì cân trước kia không à, cái nào nó thiệt. Cái này giống như củ quý đúng không? Củ quý. Cái chuyện gì vậy đó, xong luôn. Trời ơi. Đây còn như đây tiếng dài kéo kìa. Vậy thì bây giờ là chú cứ bán tiếp tục đi, có gì anh em con hỗ trợ. Bán tiếp tục đó. Bán trái cây còn nó cũng làm thì nó làm nha. Cái gì khác hơn bị gì. Hãy rời xa trầm súng ngày đi. Ngày mai chắc có lẽ mình lãnh. Hay cho coi làm sao mà rời xa. Thì bây giờ ông bán gì đó. Tôi bán thì không dám lãnh nhiều rồi đó. Bây giờ đơn giản bán bữa nào cho hết bữa nấy thôi. Không cần nhiều. Đơn giản vậy, có cô ở Long Khánh đó giúp đỡ chú rồi. Thì chú vậy có bao nhiêu ký vậy chú nói với Bình Định. Bạn anh gì đó liên hệ với cô. Bởi vì cô nó gọi lên. Tôi không dành cái vấn đề buôn bán này là nhiều ít, bởi vì mình không biết cái nào người ta thích. Để bán tầm 100 ký thuê xe ôm mới chở tới 100 ngàn cũng được, bán được 2 ngày vậy thôi. Không, không, không dám lãnh cỡ 100 đâu, cỡ chừng 30-40 là dữ lắm, 40 là hết quýt. Chẳng thà gì đi. Không, mới được đào đâu cô, chú sẽ bán 100 ký được. Anh Tuấn bán trái cây có chia sẻ với con nói lại chú rằng á, chú đừng nên bán nhiều loại, chú bán một loại thôi. Một loại duy nhất thôi. Vậy hả? Bán một loại duy nhất dễ bán hơn. Yeah. Còn một thứ, ổng thì bây giờ ổng kêu là có thể là chú đang lấy cam dắt nước uống bán cũng được. Cam dắt nước á. Trời nghe. Cam dắt nước bán cũng được. Con thấy chú lấy cam là một rồi, nhãn với măng cụt bán nó cũng được luôn. Đó. Đâu có bị gì mình đương bán cho mà trái cây này nè, nó bây giờ mày. Bây giờ cỡ hai món đi được không? Hai món thôi. Để tí măng cụt. Với cái gì thích nhất. Dễ bán á. Cam như là măng cụt đang cuối mùa là lên giá hay sao á? Lên giá mới không ngon nha. Vừa nãy nó hư nhiều lắm á. Hay lấy cam bán cũng được đó. Bây giờ thôi mình xét lại gì đi, nó hên xui gì đi. Đừng lấy nhiều hung mà mình phải lấy từ 3 món mới bán được chứ không lẽ có 1 món một sao? Không không. Ở trên đây người ta tập trung người ta bán 1 món một thôi chứ. Bác ơi, bác bán nhiều món cái giá tiền nó khác nhau, đôi khi bác lộn món lộn giá tiền này. À vậy đó hả? Mấy lần luôn đó. À. Giờ quyết định gì ra có mong mà vậy đi mời đi. Mời em cháu suy nghĩ giùm chú rồi không. Nói chung là ngày mai chú bán hết cái này đi. Chú cứ bán hết cái này đi rồi sau đó là tụi con sẽ nói chuyện chú tiếp. Vậy đi ha, chứ tôi tính không biết đường tính đâu. Alo anh Tuấn. Chú bán cái gì tôi chẳng biết cái gì luôn đó. Không biết cái gì bán được hay không. Alo anh Tuấn. Không
chừng bán một món anh, một mà là anh mình bán hoài đó, người ta biết, người ta biết, người ta giúp được. Chú nghe giùm em nha. Em đưa điện thoại cho chú này. Này chú nghe anh Tuấn nói chuyện nè. À, kính chào chú Tuấn vậy đó chú ơi. Chú bán cam nước không? Có không chú? Cam nước là khi cái chai trong chai hả? Trái cam. Trái cam là lá nước đó. Hả? Trái cam. Dạ dạ. Có cái đầu ép phải không? Trái thôi. Bán cái cam chứ nước đó. Thôi bán trái. Bán trái cam. Bán trái cam đó phải không? À, đúng rồi. À. Vậy là chú Tuấn phải không? Bởi vì tôi cái vụ buôn bán này mới có bán đây nè, tùm lum hết trơn, mình không có rành. Bây giờ chú giúp tôi là như vậy bán một món một mà nhắm có thể được không? Chú bán một món hộ anh. Mua hộ đi. Vậy đó hả? Mình bán hoài thứ một phải không? Dạ, một món một mà con không có cho chú bán. Rồi vậy bây giờ mấy em mấy cháu ở đây có thể thống nhất là một thứ một không? Đúng rồi vậy là yes. ok à, chú chứ tôi là danh hệ cà te không nói là sự thật nha, người ta đó là tôi nói bằng sự thật đó, đó là quyết định, nhưng mà không biết đừng đem nhiều quá cỡ 30-40 kg được rồi hay là sao? Chào. Vậy đó hả? Nhiều hả? 150 kg. Thôi giờ vậy đi bây giờ chấp nhận luôn mà, rồi từ từ được lại hả lãnh 150. Bây giờ 100 đi ha. Bảo tới. À, rồi hứa chú đi. Tôi hứa chú là 100 đi, 100 kg đi ha. Mà khoan hả nghe, chừng nào ấy mấy em kêu giùm. Chủ nhật ổng qua đây nói chuyện với tôi. Rồi cảm ơn. Ở cúp máy đi ha chú. Ok. Cái gì chủ nhật anh Quang nha. Dạ. Rồi dẫn hàng cả nhớ chờ đóng rồi. Dọn hàng, bảo tới rồi. Bảo tới dọn hàng. Chú bán ca một ngày, chú bán bữa một ngày, chú bán mang cục, ngày bán món. Bảo ơi. Bảo đây. Bảo tới một người. Cơn lốc trời. Sắp cuốn bánh này. Có cái cơn này là kêu mình cứ bán cam rồi. Không bán cam mình bán một ngày, bán ngày hai ngày xong bán nửa đâu, bán ngày nào bán ai mua, thay đổi không có loại với đâu, bán một loại đâu. Vậy đó hả? Rồi dọn đi, mưa ơi. Dọn đi, mưa ơi. Dọn đi, mưa bão nè. Mưa ơi.